5 mẹo diệt kiến an toàn hiệu quả mà không cần dùng hóa chất. Kiến là một loại côn trùng luôn ẩn náu mọi nơi và gây nhiều phiền toái trong cuộc sống của chúng ta. Chúng có thể phá hoại cây trồng, cắn vật nuôi hoặc gây ra nhiều tác hại khác. Riêng ở trong nhà, kiến luôn tìm đến những nơi để thức ăn như bếp, bàn ghế hoặc có thể bò lên giường và nhiều đồ dùng khác, khiến chúng ta luôn cảm thấy khó chịu. Vậy làm thế nào để có thể đuổi kiến ra khỏi nhà hoặc có cách diệt kiến tận gốc hiệu quả, đơn giản mà không cần dùng đến hóa chất, không gây độc hại đến con người và vật nuôi là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. 1. Giấm trắng. Giấm là axit nhẹ nhưng có thể gây bỏng cho kiến khi chúng tiếp xúc. Cách làm: trộn 2 phần giấm trắng và 1 phần nước trong một bình xịt, sau đó phun dung dịch giấm quanh tổ kiến. Chúng sẽ không dám đi ra ngoài vì sợ mùi. Thêm nữa, bạn có thể phun giấm ở bất kỳ khu vực nào trong nhà, chẳng hạn như cửa sổ, cửa ra vào để ngăn chặn sự xâm nhập của loài kiến. 2. Muối. Đun sôi dung dịch muối và nước, sau đó phun dung dịch này vào những nơi kiến có thể tới, đặc biệt chú ý tới các góc nhà, các vết nứt và lỗ hổng. Nước muối mặn sẽ gây kích ứng da, chân và miệng, điều đó sẽ khiến lũ kiến tránh xa. 3. Baking soda. Rắc bột baking soda vào mọi kẽ hở trong nhà để ngăn kiến vào nhà. Ngoài ra, bạn có thể trộn hỗn hợp baking soda và đường với tỷ lệ bằng nhau, thêm một lượng nhỏ nấm men khô. Đường sẽ hấp dẫn kiến, trong khi baking soda là chất độc có thể tiêu diệt loài côn trùng này khi chúng ăn phải. Mẹo diệt kiến bằng chanh. Vắt một ít nước chanh lên tường, hố, kệ cửa sổ, lỗ, ngưỡng cửa hoặc các chỗ kiến hay lui tới. Có thể rải những miếng vỏ chanh cắt nhỏ xung quanh cửa ra vào. Kiến không chịu được mùi chanh nên sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Hoặc pha hỗn hợp khoảng 4 quả chanh, xay nhuyễn cả vỏ với 2 lít nước, dùng để lau sàn nhà. Chắc chắn nhà bạn sẽ hết kiến và côn trùng khác. 4. Củ nghệ và hạt tiêu. Củ nghệ và hạt tiêu đen không thể giết được kiến, nhưng mùi vị của chúng có thể ngăn chặn sự xâm nhập của kiến. Rắc bột nghệ hoặc hạt tiêu vào những nơi kiến thường tới, chắc chắn chúng sẽ thấy khó chịu và tránh xa. 5. Tinh dầu cam. Tinh dầu chiết xuất từ vỏ cam cũng có thể ngăn chặn sự xâm nhập của loài kiến. Để áp dụng phương pháp này, bạn cần xác định đường đi vào nhà của kiến, phun tinh dầu cam, để một vài phút rồi lau sạch. Mùi dầu cam sẽ xóa sạch mùi của loài kiến và khiến chúng không thể theo con đường cũ để vào nhà.